Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, sáng ngày mùng 2 tháng 2, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta dâng cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tạo sức mạnh tổng hợp để đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sáng ngày 2 tháng 2, tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão, trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, tại địa danh Bến Nhà Rồng Lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào tiêu biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thực hiện nghi thức thả cá chép truyền thống theo phong tục của người Việt Nam vào ngày Tết Ông Công Ông Táo. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng các kiều bào đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những nén hương thơm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Bác, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, sát cánh cùng các dân tộc bị áp bức, bóc lột, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng, chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Theo phong tục truyền thống của dân tộc, tại Bến Nhà Rồng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo và kiều bào tiêu biểu đã cùng thực hiện nghi thức thả cá tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời với ngụ ý cá vượt vũ môn, biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Đây cũng là hoạt động để cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt. Sáng ngày 2 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết số 20 ban hành năm 2022, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tâm huyết, sâu sắc và sát thực tiễn của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan cần sớm xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện luật hợp tác xã năm 2023 đồng bộ và thống nhất, nghiên cứu hoàn thiện các quy định đối với hoạt động cho vay nội bộ trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, góp phần xóa bỏ tín dụng đen ở nông thôn, nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng dành riêng cho khu vực kinh tế tập thể. Các bộ, ngành phải hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phù hợp, gắn với xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ đất đai cho hợp tác xã, theo tinh thần Nghị quyết số 20 của Trung ương và Luật Hợp tác xã sửa đổi. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu cơ chế giao vốn đầu tư phát triển thực hiện các dự án hỗ trợ hạ tầng hợp tác xã, cân đối nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã, nhất là những chính sách thuộc trách nhiệm bảo đảm của ngân sách trung ương,
tăng cường hơn nữa vai trò của Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã trong việc thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các hợp tác xã với nhau, giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác và với các tổ chức chuyên gia, nhà khoa học, nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện, nòng cốt là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các cấp, nhất là trong việc tuyên truyền, phản biện chính sách, làm cầu nối triển khai và tăng khả năng tiếp cận chính sách, tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cái Tết sum vầy bên gia đình, bạn bè và người thân. Thế nhưng tại các bệnh viện còn rất nhiều người bệnh không thể sum họp cùng gia đình. Họ đón Tết trong bệnh viện với nỗi đau bệnh tật mang trên mình. Xuân yêu thương, Tết sẻ chia và các hoạt động tương tự đang được triển khai ở nhiều bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết và động viên tinh thần người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt của cả bệnh nhân và các bác sĩ điều dưỡng. Sự mệt mỏi vì nỗi lo bệnh tật vẫn hiện rõ, nhưng lòng biết ơn và sự xúc động vẫn tràn ngập trong không gian hội trường ấm cúng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Em vào viện như này em rất là xúc động này. Được các bác sĩ ở đây chăm sóc rất là nhiệt tình và em cảm động là được chia sẻ cái Tết ấm cúng khi em phải xa nhà. Ngay cả những ngày giáp Tết này bệnh nhân cũng phải nằm điều trị ở bệnh viện. Vì thế mà chia sẻ những cái khó khăn đấy, chia sẻ những cái gọi là bệnh nhân nó rất nhiều tâm trạng. Đặc biệt là như sáng nay đi buồn thì bệnh nhân nào cũng hỏi một câu là bao giờ tôi được ra viện. Thì bao giờ cái điều đó là với bệnh viện thì năm nào cũng vậy. Cố gắng là gì? Ngoài cái chuyện là điều trị tích cực cho các bệnh nhân mau sớm được trở về gia đình thì cũng phải động viên về cả tinh thần để họ an tâm nằm lại điều trị bệnh viện. Để là quan trọng nhất là sức khỏe phải khỏe thì mới ra viện được. Điểm nhấn của chương trình là phiên chợ xuân với những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại bệnh viện dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình đã hỗ trợ hơn 500 suất quà cho mỗi bệnh nhân với tổng trị giá lên tới 450 triệu đồng. Thực ra thì cũng là quá là xúc động vì là chưa bao nhiêu năm nhưng mà đi bệnh viện, ông đi bệnh viện nhưng mà năm nay mới là cái năm đầu tiên mà được các được bệnh viện và các cái bác sĩ và y tá ở khoa là cũng quan tâm. Mà ngoài chăm sóc nhiệt tình chu đáo ra thì cũng là có một cái phần quà này là quá là thiết thực đối với người bệnh đang còn là chưa biết là có được về ăn Tết ở gia đình không. Nhóm của mình thì có xe cứu thương không đồng và hỗ trợ cho các bệnh nhân ở đây là những bệnh nhân khó khăn lộc viện phí cũng như là có những phần quà nho nhỏ để tặng đến bệnh nhân, nhất là nhân dịp lễ Tết đến xuân về. Xuân yêu thương, Tết sẻ chia là chương trình thiện nguyện thường niên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lưu giữ các giá trị truyền thống của dân tộc với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa, thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến tham dự qua các năm. Chăm lo Tết cho người bệnh khó khăn cũng là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế quan tâm thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua. Tinh thần nhân ái ấy càng ý nghĩa hơn khi mỗi dịp Tết đến xuân về. Còn tại Bệnh viện Ca Trung ương, với mong muốn đem đến không khí đoàn viên ấm áp cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây, lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức chương trình cơm tất niên Tết sum vầy ngay tại căng tin của bệnh viện. Những mâm cơm tươm tất, những món ăn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc, tất cả đều có trong bữa cơm tất niên được tổ chức tại Bệnh viện Ca. Hơn 200 mâm cơm, cùng với đó là tình cảm, lời chúc mừng năm mới của các y bác sĩ dành tặng cho từng người bệnh với mong muốn đem đến không khí đoàn viên, ấm cúng để người bệnh được đón Tết vẹn tròn hơn. Tôi luôn luôn xác định lấy người bệnh làm trung tâm. Người bệnh đến thì sẽ được tiếp đón rất là ân cần, nhẹ nhàng. Rồi người bệnh ở thì được chăm sóc một cách tận tình và được khi người bệnh về thì được dặn dò một cách rất là chu đáo. Bệnh viện cũng đã phối hợp tốt với các nhà tài trợ để tổ chức một cái bữa cơm tất niên để làm ấm lòng cho người bệnh và cũng là qua đó để động viên, mong người bệnh có một cái sự hợp tác tốt với bên chuyên môn điều trị để mà bệnh tật được mau khỏi, mang lại sức khỏe về trở lại cuộc sống bình thường. Xúc động bồi hồi là những cảm xúc của nhiều bệnh nhân khi ngồi quây quần bên mâm cơm sum vầy với người thân, người bạn đồng hành cùng điều trị và các cán bộ y tế hàng ngày chăm sóc mình.
cảm thấy rất là xúc động và rất vui khi được bệnh viện trao lại diện tích ít cuối năm ạ. Em cảm nhận rất là vừa miệng dễ ăn ạ. Em rất mong muốn khi được về nhà cùng với bố mẹ, ông bà, chơi cùng các bạn và hết bệnh để đi học ạ. Cảm thấy là rất ấm cúng, rất ý nghĩa, rất đầm ấm và tiếp thêm nghị lực để bệnh nhân và người nhà cùng đồng hành để chiến thắng bệnh tật. Trong chương trình cơm tất niên Tết sum vầy, bệnh viện ca đã tổ chức 13 chuyến xe chở gần 360 người bệnh và người nhà về quê đón Tết với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau. Hơn cả bữa cơm tất niên, đó là tình cảm, là tấm lòng, là sự chung tay của cả cộng đồng dành cho các bệnh nhân ung thư để mỗi người đều có thêm nghị lực và lòng quyết tâm chiến thắng bệnh tật, đón thêm thật nhiều mùa xuân trong đời. Tiếp nối thành công từ những năm trước, nhân dịp Tết cổ truyền năm nay, trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức hội chợ Xuân Yêu Thương, vừa để tạo trải nghiệm cho các học sinh, đồng thời phát động gây quỹ thực hiện dự án từ thiện của nhà trường. Từ nhiều năm nay, hội chợ Xuân Yêu Thương đã trở thành hoạt động thường niên của nhà trường mỗi dịp Tết đến, nhằm tạo không khí vui chơi mang đậm văn hóa truyền thống cho học sinh, giúp các em hiểu biết thêm về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc. Đồng thời, số tiền thu được từ các gian hàng của các khối lớp được dùng để gây quỹ ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và các trường ở vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Tổ chức chương trình thì nhà trường còn muốn giáo dục cho các em học sinh biết sẻ chia, biết lan tỏa yêu thương. Toàn bộ số tiền ủng hộ cũng như là quỹ gây được trong chương trình Chợ Xuân Yêu Thương của năm nay thì chúng tôi sẽ dành để hỗ trợ cũng như giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nhà trường. Đồng thời thì nhà trường cũng sẽ tham gia sửa chữa, giúp đỡ các thầy cô giáo và các em học sinh tại điểm trường Khai Hoang, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nhà trường hy vọng qua những hoạt động thiết thực ý nghĩa này sẽ góp phần giáo dục các em về tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thưa quý vị, xuân đang về với các bản làng của vùng cao Lào Cai. Tết năm nay càng trở nên ấm áp hơn khi những chương trình ý nghĩa như Tết Nhân Ái, Tết Yêu Thương đang theo chân các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm mang những món quà yêu thương đến với hộ nghèo. Trong dịp này, đã có 17.000 suất quà được trao cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 5,1 tỷ đồng. Ngoài hai chương trình hội chợ, tặng quà, vui Tết, quy mô cấp tỉnh tại xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà và cụm xã Hợp Thành, Tả Phời, thành phố Lào Cai, mỗi đơn vị hội chữ thập đỏ cấp huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ tổ chức ít nhất một chương trình hội chợ, tặng quà, vui Tết. Đến hỗ trợ giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, thì chữ thập đỏ tỉnh đang có các chương trình hỗ trợ sinh kế lâu dài. Thứ nhất là cái kết nối các mô hình nhân đạo làm nhà, sau đó từ làm nhà thì căn cứ vào đặc điểm sản xuất sẽ kết nối các nhà tài trợ để tạo các hỗ trợ sinh kế. Toàn tỉnh Lào Cai còn gần 27.000 hộ nghèo trên 18.000 hộ cận nghèo, trong đó có gần 3.000 hộ nghèo diện bất khả kháng. Với chủ trương không để ai ở lại phía sau và không để ai không có Tết, tỉnh Lào Cai đã sớm có kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ các hộ nghèo ở vùng cao, vùng khó khăn đón năm mới. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sớm và sát sao của tỉnh ủy, của Ủy ban nhân tỉnh, thì Sở Lao động Thương binh Xã hội cùng với các ngành, cùng với các địa phương đã phối hợp rất là tốt trong việc cân đối, tham mưu cho tỉnh bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương hoặc là cùng với nguồn vận động ủng hộ qua kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thế rồi vận động ủng hộ của các nhà tài trợ, các cái tổ chức cá nhân hảo tâm khác để chăm lo Tết cho bà con. Những ngày này, trên bản làng vùng cao của Lào Cai, hoa đào đã bùng nở đón xuân mới Giáp Thìn. Chương trình Tết Nhân Ái đã và đang mang đến cho những gia đình khó khăn sự trợ giúp vô cùng ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, để người nghèo, người yếu thế có một cái Tết đủ đầy hơn. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đoạn Diễn Châu Bãi Vọt đã chính thức hợp long nhịp đúc hẫng cuối cùng. Đây là cầu vượt sông dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Cùng với đó, việc thi công bản mặt cầu, bờ bo lan can cũng gần hoàn thiện, vượt tiến độ đề ra. Thời gian tới, nhà đầu tư Hòa Hiệp sẽ tổ chức thi công bê tông nhựa mặt cầu.
cầu Hưng Đức có tổng chiều dài là 4.036m, gồm 90 nhịp với 8 cầu thành phần, trong đó có 5 nhịp đúc hẫng gồm các nhịp vượt Đê La Giang và vượt Sông Lam có khoảng cách lên đến 120m. Hiện chỉ còn lại một ít tại hai vị trí đúc hẫng giữa nhịp 14-15 và 15-16 của công ty Thái Yên. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 2 này, các nhà thầu sẽ hợp long toàn bộ cầu Hưng Đức vượt tiến độ đề ra. 44 máy bay Airbus A321neo sẽ phải tạm dừng khai thác để kiểm tra động cơ. Việc này có thể khiến các hãng hàng không Việt Nam gặp khó khăn khi nhu cầu đi lại tăng cao. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị tuân thủ và thực hiện thông báo kỹ thuật khẩn đối với động cơ PW1100G trên đội máy bay Airbus A321neo khai thác bởi các hãng hàng không Việt Nam. Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá của Tổ an toàn khai thác máy bay Airbus A321neo sử dụng động cơ PW1100G, Cục Hàng không yêu cầu Vietnam Airlines và Vietjet tuyệt đối tuân thủ và thực hiện ngay toàn bộ các nội dung chỉ dẫn của nhà chế tạo động cơ Pratt & Whitney với động cơ PW1000G và các phiên bản cập nhật tiếp theo, đồng thời yêu cầu hai hãng hàng không báo cáo kết quả kế hoạch thực hiện về Cục Hàng không trước ngày 15 tháng 2. Từ hôm qua ngày 1 tháng 2, tuyến đường dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, thì tuyến đường ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa thành đường ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ. Mặc dù nằm song song với tuyến đường láng vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, nhưng đường dành cho xe đạp và người đi bộ lại rất vắng vẻ bởi hầu hết người dân sử dụng vào sáng sớm hay chiều tối muộn để tập thể dục. Tuyến đường dài khoảng 2,3 km, nhưng việc tiếp cận tuyến đường dành riêng cho xe đạp lại không dễ dàng khi vị trí nằm giữa các nút giao thông đông đúc. Mỗi đầu đường lại có rào chắn nên người đi xe đạp phải dừng xe để vác qua hoặc luồn lách khá bất tiện. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên tuyến bố trí 7 vị trí xe đạp công cộng kết nối với ga Lê Hồng Phong, đường sắt Cát Linh Hà Đông, với ga S8, Metro Nhổn, ga Hà Nội và 11 tuyến xe buýt nhằm tạo thói quen cho người dân sử dụng phương tiện xe đạp công cộng để kết nối với các loại hình vận tải hành khách công cộng đường sắt, đô thị, xe buýt. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để những tuyến đủ điều kiện tiếp tục tổ chức làn đường ưu tiên cho xe đạp. Cũng trong dịp này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm các phương tiện lưu thông ở nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1 để phục vụ lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, tức 28 tháng Chạp đến ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại xe lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ người dân, du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024. Bao gồm đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, đường Lê Lợi, đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur và đoạn từ đường Pasteur đến công trường Quách Thị Trang, đường Nguyễn Thiệp, đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ, đường Mạc Thị Bưởi, đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ, đường Ngô Đức Kế, đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu, đường Hải Triều, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ, đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ, đường Tôn Thất Thiệp, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo một số sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã và đơn vị liên quan về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Nhiệm vụ quan trọng nhất là giao công an thành phố quyết liệt triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến đường cao tốc, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép. Xin được chuyển sang những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, ngụ tại quận 7 về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ tại quận 4 bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Lúc 12 giờ, sau 4 giờ xét xử, hội đồng xét xử bước vào phần tuyên án. Theo hội đồng xét xử, tại tòa, hai bị cáo thừa nhận vào phần tuyên án. Theo hội đồng xét xử, tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như cáo trạng truy tố. Hậu quả các bị cáo gây ra là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh, đe dọa an toàn tới tính mạng của người khác. Hội đồng xét xử nhận định,
hành vi của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông không thuộc phạm tội có tổ chức như cáo trạng quy kết. Tại tòa, các bị cáo ăn năn hối cải. Ngọc Trinh tham gia nhiều công tác thiện nguyện. Tòa xét thấy không cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo Ngọc Trinh ra khỏi xã hội, cho hưởng án treo. Từ những phân tích trên, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù cho hưởng án treo, Trần Xuân Đông 1 năm tù tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Sáng nay mùng 2 tháng 2, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã tiến hành lập biên bản tạm giữ gần 50 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại một kho hàng trên địa bàn. Theo đó, trưa ngày 31 tháng 1, khi kiểm tra đột xuất một kho hàng 1.000 m2 tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đức Hòa phát hiện trong kho chứa hơn 49 tấn hàng hóa dạng mỹ phẩm với số lượng 1.644.000 đơn vị sản phẩm. Số mỹ phẩm này nhiều chủng loại đựng trong các thùng các tông, chủ lô hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan. Hiện Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã lập biên bản tạm giữ lô hàng để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo pháp luật. Trong phần tiếp theo của chương trình, Israel rút quân khỏi phía bắc dải Gaza. EU đạt được sự đồng thuận về gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến xung đột Hamas-Israel, quân đội Israel hôm qua đã lần đầu tiên rút khỏi các khu vực rộng lớn ở phía bắc dải Gaza kể từ khi mở chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ này. Sau khi Israel rút quân, người dân đã trở lại các khu vực đó để kiểm tra lại nhà cửa của họ, trong khi một số khác tìm kiếm thi thể của những người thân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Hiện chưa rõ việc rút quân này là lâu dài hay chỉ là hoạt động tái bố trí của các lực lượng Israel. Chính quyền Israel chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Cùng ngày, quân đội Israel đã thả 114 người Palestine qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía nam dải Gaza. Đây là những người bị phía Israel bắt giữ trong các chiến dịch trên bộ của quân đội nước này. Chủ tịch Liên minh châu Âu EU Charles Michel hôm qua tuyên bố nhóm 27 đã đạt được sự đồng thuận về gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương 54 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Cụ thể, gói viện trợ này sẽ được trích từ ngân sách của Liên minh châu Âu và sẽ được chia thành nhiều gói nhỏ dưới dạng các khoản vay hay gói hỗ trợ cho Ukraine trong vòng 4 năm. Chủ tịch Liên minh châu Âu Charles Michel nhấn mạnh, việc đạt được thỏa thuận sẽ giúp cho Ukraine đảm bảo nguồn tài chính ổn định và lâu dài. Dự kiến Ukraine sẽ nhận được gói hỗ trợ đầu tiên trị giá 4,5 tỷ euro vào tháng 3 tới. Gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro sẽ được giải ngân cho nước này từ nay cho đến năm 2027. Tại Australia, hôm qua đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao giữa nước này với New Zealand. Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác ở Thái Bình Dương và khả năng New Zealand tham gia Hiệp ước Đối tác An ninh ba bên Australia, Anh, Mỹ, AUKUS. Tại cuộc gặp, hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, trong bối cảnh hai nước cùng đối mặt với những thách thức địa chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của hai nước đã nhất trí về việc sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong các hoạt động ở Thái Bình Dương. Chúng ta đang phải đối mặt với một thế giới mà thách thức và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Việc đảm bảo duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ mà các quốc gia dân chủ dựa vào đang ngày càng bị đe dọa. Và trong môi trường chiến lược phức tạp này, có một điều rất rõ ràng là Australia là đối tác thân thiết nhất của chúng ta, và đó là gia đình của chúng ta, và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi làm việc với nhau. Một chủ đề khác được thảo luận tại cuộc gặp được cộng đồng quốc tế quan tâm, đó là khả năng New Zealand tham gia AUKUS. Về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins khẳng định, không gian và công nghệ là hai lĩnh vực rất quan trọng đối với New Zealand, và nước này tìm kiếm khả năng với AUKUS trong hai lĩnh vực này. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 1 tháng 2, Ủy ban Giám sát Trung cấp Bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác còn gọi là OPEC Cộng đã thống nhất giữ nguyên sản lượng dầu hiện nay. Ngoài ra, liên minh này cho biết sẽ xem xét lại mức cắt giảm sản lượng vào tháng 3 tới. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, OPEC Cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng tự nguyện tổng cộng khoảng 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong quý 1 năm nay, trong đó Ả Rập Xê Út thực hiện mức cắt giảm tự nguyện lớn nhất với 1 triệu thùng một ngày. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm qua cảnh báo nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp rủi ro lớn hơn nếu các ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất quá sớm.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF bà Kristalina Georgieva cho biết, sau khi xem xét các dữ liệu trong quá khứ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế kết luận rằng nếu nới lỏng lãi suất sớm thì nguy cơ sẽ cao hơn. Tuy nhiên, bà Georgieva cũng cảnh báo không nên thắt chặt nếu không cần thiết. Bà kêu gọi các ngân hàng cần hành động dựa trên dữ liệu thực tế. Lời cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách lần thứ tư liên tiếp. Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn nhằm chuẩn bị ứng phó với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài kèm mưa và tuyết rơi dày đặc khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Theo hướng dẫn do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện nước này ban hành, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt sẽ kéo dài ở các khu vực miền Trung và miền Đông nước này trong những ngày tới, với một số khu vực dự kiến sẽ phải hứng lượng tuyết rơi kỷ lục, gây gián đoạn giao thông, nguồn cung điện và sinh kế. Hướng dẫn kêu gọi tăng cường nỗ lực theo dõi và dự báo các biến động thời tiết, nhấn mạnh việc sử dụng rộng rãi các nền tảng truyền thông để đưa ra cảnh báo kịp thời. Còn tại Tây Ban Nha, chính quyền vùng Catalonia miền đông bắc nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán tại Barcelona và vùng lân cận. Theo đó, khu vực này sẽ phải chịu các biện pháp hạn chế nước vì lượng mưa giảm đáng kể. Người đứng đầu vùng Catalonia Pierre Aragonès đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi lượng nước tại các hồ dự trữ đã giảm xuống mức dưới 16%. Đây là mực nước mà giới chức địa phương quy ước để kích hoạt các biện pháp tiết kiệm nước và điều này đồng nghĩa với việc 6 triệu người dân khu vực này chịu ảnh hưởng. Phát biểu trước báo giới, ông Aragonès khẳng định vùng Catalonia đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong thế kỷ qua. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ tăng, thời tiết nồm ẩm, sáng sớm có sương mù và mưa phùn. Các khu vực khác trên cả nước đêm không mưa, ngày nắng. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi dưới 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ.